Trong những ngày cuối năm như thế này, có thể nói thị trường bánh kẹo, mứt Tết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra hết sức sôi động. Cùng với đó, tại các chợ đầu mối lớn và cả những cửa hàng nhỏ, những loại bánh kẹo, mứt Tết, hạt dưa, hạt bí, không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng cũng được bán tràn lan. Vào cuối tháng 12 vừa qua, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, bắt giữ một số lượng lớn bánh kẹo, mứt đã hết hạn sử dụng của một cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Khi bị phát hiện và thu giữ, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo tại đây khai nhận đã mua 5 tấn bánh kẹo, mứt hết hạn sử dụng về xay ra làm nhân bánh nướng bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Có thể nói, trong cuộc chiến chống lại tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thì thái độ của người tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu mọi người cùng đồng lòng tẩy chay các loại thực phẩm kém chất lượng, lựa chọn các thực phẩm tại các cơ sở có uy tín, thực phẩm đã được kiểm định, có nguồn gốc rõ ràng, thì sức khỏe của người dân sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Nếu mà có từng phát hiện cái trường hợp mà bên trong bánh kẹo đó có cái nhân mà mình đã hết hạn sử dụng, nó không thể sử dụng được nữa, thì việc bánh mứt ngày Tết với rất là nhiều cái hàng hóa như vậy, mình không thể biết được rõ nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu, rồi mình cũng không có biết chắc chắn là có đảm bảo hay không, có đủ độ tin cậy hay không nữa, thì rất là lo ngại. Tại vì cái đối tượng mà sử dụng bánh kẹo mứt rất là nhiều, ngoài những người lớn họ có cái nhận thức ra thì có con nít, rồi có cả những người già, bố mẹ ông bà mình nữa. Ở ngoài là mình sợ hàng Trung Quốc là hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc là hàng hết hạn sử dụng. Còn siêu thị thì sẽ bảo đảm chất lượng loại 1 hoặc là ngon hơn, hoặc là có nhiều loại giá tiền để mà mình mua ăn loại vừa phải hoặc là hợp với túi tiền mình. Với lại cái là đảm bảo hàng sử dụng, nó không có bị quá hạn. Theo mình nghĩ thì ngày Tết bánh mứt với lại kẹo rồi thì rất là quan trọng với lại người dân, tại vì nó là một phần không thể thiếu rồi. Tại vì Tết thông thường là mọi người qua nhà chơi với nhau thì sẽ bánh mứt kẹo là cái thành phần quan trọng để mà đãi mọi người ăn chính. Để giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn. Bánh kẹo là một trong những món ăn vặt ngon ngày Tết. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích những món ăn vặt này, đặc biệt là mứt Tết. Một hôm mứt Tết không chỉ thơm ngon bởi hình thức bên ngoài, mà mỗi một loại mứt đều mang một ý nghĩa khác nhau. Dù là ở đâu trên thế giới, những hình ảnh quen thuộc như cành mai vàng, bánh chưng xanh, cầu đối đỏ hay mứt Tết, mỗi khi nhắc đến là những người con đất Việt lại liên tưởng ngay đến ngày Tết quê hương. Có lẽ chỉ mỗi dịp xuân về thì khe mứt Tết lại trở nên ngọt ngào ý nghĩa. Ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng bày trên bàn khách của mình đủ loại bánh kẹo, mứt Tết. Trước là để đãi khách đến chơi, sau là để cả nhà cùng quây quần bên nhau thưởng thức. Nhiều loại mứt được bày trên cùng một khay còn có ý nghĩa mong muốn sự hòa hợp, sum họp đoàn viên. Mùa sản xuất mứt Tết thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, để đến gần Tết thì mang ra tiêu thụ trên thị trường. Mặc dù nhịp sống ngày càng thay đổi và phát triển, mứt công nghiệp được bày bán nhiều hơn, nhưng những sản phẩm mứt truyền thống vẫn được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm, bởi không chỉ chất lượng thơm ngon mà còn thể hiện giá trị tinh thần của dân tộc. Một khay mứt Tết luôn đầy đủ quất, gừng, táo, lạc, tương ứng với chua, cay, ngọt, bùi, như đặc trưng cho hương vị cuộc sống, cũng như thể hiện khí trời của bốn mùa trong một năm vậy. Tuy nhiên,
Trước những mặt hàng kém chất lượng đang bày bán rộng rãi như hiện nay, thì việc chế biến thực phẩm tại nhà được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn để bảo vệ sức khỏe gia đình. Trong không khí của những ngày xuân đang đến gần, thì việc chế biến những loại bánh mứt dân dã để phục vụ Tết là vô cùng cần thiết. Bởi mâm bánh mứt là một thứ không thể thiếu đối với mỗi gia đình trong những ngày Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết đến xuân về thì mâm bánh mứt không thể thiếu cho mỗi gia đình người Việt. Trong khoảng thời gian cận Tết này thì những chị em phụ nữ chúng ta có thể tự tay chuẩn bị, chế biến những loại mứt thơm ngon, bổ dưỡng và an toàn ngay tại nhà. Trong đó không thể không kể đến mứt khoai lang. Và hôm nay tôi xin chia sẻ cách làm mứt khoai lang dẻo và ngon ngay tại nhà. Khi nhắc đến khoai lang, chắc hẳn ai cũng biết đây là món ăn dân dã và rất đổi quen thuộc với người Việt Nam từ xưa tới nay. Nó có thể là nguồn thực phẩm có thể thay thế cho gạo trắng. Khoai lang cung cấp cho ta một nguồn tinh bột rất lớn. Trong khoai có chứa chất xơ và các loại vitamin. Vì thế, đây cũng là loại thực phẩm không chỉ rất tốt cho sức khỏe, mà còn chế biến ra những món ăn chơi rất hấp dẫn như khoai lang luộc, khoai lang nướng, khoai lang chiên giòn, bánh khoai lang chiên. Và đặc biệt hơn nữa là món mứt khoai lang có vị dẻo dẻo, ngọt vừa ăn trong dịp Tết. Ngoài ra, khoai lang còn chứa vitamin A, C, các vitamin nhóm B, các khoáng chất như mangan, kali và một lượng chất xơ tốt. Mặc dù khoai lang rất gần gũi với con người và được sử dụng nhiều, nhưng những công dụng của khoai lang đối với sức khỏe của con người thì không phải ai cũng biết. Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt do khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng ở người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn. Có thể thấy, khoai lang có rất nhiều công dụng và tuyệt vời hơn thế nữa là khoai lang mang đến cho chúng ta một loại mứt ngon và giàu giá trị dinh dưỡng. Và công đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ hòa vôi tơi vào nước để khoảng 1 giờ đồng hồ. Để vôi tơi lắng lại và chúng ta sẽ lọc lấy phần nước trong. Tuy nhiên, để đảm bảo được những công dụng ấy thì việc chọn được những củ khoai chất lượng là vô cùng quan trọng. Khi mua khoai lang, chị em phụ nữ chúng ta nên lựa chọn kỹ trước khi mua để tránh mua những củ bị hư, bị úng. Và điều đặc biệt là chúng ta nên lựa những củ vừa phải, không quá to, vì những củ to dễ khoai lang dễ bị sơ. Trong thời gian chờ để lấy phần nước vôi tôi, chúng ta sẽ bắt đầu gọt khoai lang và mang đi rửa sạch. Một lưu ý nhỏ cho chị em nội trợ chúng ta là khi cắt khoai lang thì chúng ta nên ngâm khoai lang trong nước muối để tránh cho khoai lang bị đen. Bây giờ chúng ta sẽ thái củ khoai lang thành từng lát mỏng vừa ăn hoặc là cắt thành miếng dài, vuông, cạnh cỡ ngón út. Sau khi chúng ta ngâm khoai lang trong nước muối và sau đó chúng ta vớt ra, tiếp tục ngâm khoai lang trong nước vôi trong từ 3 tới 4 giờ và công dụng của nước vôi trong nó sẽ giúp cho khoai lang cứng và dẻo hơn. Khoai lang sau khi ngâm trong nước vôi trong, chúng ta sẽ đem đi rửa với nước nhiều lần để làm mất đi cái mùi hôi. Và
Sau đó chúng ta sẽ trộn đường với khoai lang, để khoảng vài giờ đồng hồ cho đường ngấm vào khoai lang trước khi đem đi rim. Khoai lang ngâm khoảng từ 3 đến 4 tiếng, ngâm cho đường chảy ra nước. Thỉnh thoảng đảo hoặc lắc đều nồi khoai để cho khoai được thấm đều đường. Đường sau khi đã ngấm vào khoai lang và bây giờ chúng ta sẽ đem đi rim với lửa nhỏ. Đun trong khoảng 20 đến 30 phút, đảo nhẹ tay và dùng đũa tách các miếng khoai rời nhau để khoai không bị dính và đường ngấm đều các bề mặt khoai. Chúng ta đun đến khi cạn bớt nước đường. Sau đó tiếp tục đảo đều đến khi đường từ từ khô, bám vào bề mặt khoai là được. Mứt Tết là một nét văn hóa ẩm thực ngày Tết của dân tộc. Trong đó, các món mứt ở Nam Bộ có hương vị ngọt ngào và tương đối dễ làm. Ngoài ra, mứt Tết còn có ý nghĩa dinh dưỡng, y học nếu biết cách ăn hợp lý và vừa phải. Có rất nhiều cách làm mứt khác nhau, với những tên gọi khác nhau. Nó phụ thuộc vào nguyên liệu làm nên chúng.